Nhà này 5 nhân 25, gồm có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 lầu và sân ô tô để xe trị giá 2 tỷ 550 của chú anh chị tham quan cùng với Thuận Dương nha. Vô phòng khách thì phòng khách theo bộ ghế sofa rất là rộng của chú anh chị. Bên này thì lúc nào cũng có cái tivi cho cô chú anh chị nè. Còn ngay đây á, là có cái tủ để cô chú anh chị đựng đồ, trang trí rất là đẹp. Cây xanh. Bên đây dưới cầu thang này là để cái tủ lạnh cho cô chú anh chị này. Đó, nhưng mà chưa có để nha, ngay cầu thang bên đây. Căn bé Thuận Dương rất là thích ngay cái không gian này, đó là có giếng trời và trồng cây, cây xanh. Ngay chỗ này cô chú anh chị có thể trồng vườn hoa cũng rất là đẹp, tại vì khi trồng hoa phải cần có ánh nắng và có ánh sáng. Và ngay đây, chủ thiết kế rất là tinh tế này. Cái này anh chị rửa chén để xuống nước nó sẽ chảy xuống dưới đây, 3 tầng. Bếp rất là rộng cho cô anh chị, đầy đủ tiện nghi. Và có tủ đầy đủ luôn ha. Trang trí. Bộ bàn ăn 6 ghế. Bộ gỗ là gỗ mê tay. Trong này phòng ngủ cũng đầy đủ cho cô chú anh chị luôn. Có cửa sổ mở ra, cái ánh sáng vào thông thoáng vào nhé. Tủ. Rồi. Khu đây là cái khu rất là rộng. Toilet bên dưới và đây có đầy đủ và để tay cho cô chú anh chị. Bên đây toilet. Cô chú anh chị lên lầu thang. Lên lầu. Lầu được thiết kế rộng của chú anh chị nhé. Tay cầm là sắt. Khi lên cầu thang, ngay đây có bộ ghế sofa cho cô chú anh chị ngồi đọc sách. Có kệ để sách cho cô chú anh chị nè. Đây này có cửa sổ luôn. Cửa sổ mình mở ra ha. Đó, có cửa sổ này. Một không gian rất là lý tưởng. Trong này phòng ngủ. Phòng ngủ bên đây cũng được có cửa sổ nè. Phòng ngủ mở ra có cửa sổ, có giếng trời thông thoáng ánh sáng vào. Phòng thứ hai này là màu hồng cho bé. Bên đây cũng có cửa sổ. Rồi có ánh sáng, có nắng, có gió vào của chú chị nè. Phòng bên đây. Phòng bên đây cũng đầy đủ cho cô chú anh chị. Đó. Bằng kính ha. Đó mà. Rồi cô chú xuống dưới bên đây không gian rất là rộng. Đây là giặt đồ. Khu giặt đồ cho cô chú, bên trong là toilet. Toilet cũng đầy đủ. Toilet đây cũng có cửa sổ. Đó. Thích không? Gió mát rồi rượi luôn. Đây mình đứng đây mình nhìn thấy được ánh sáng, có gió có nắng vào.
Chú anh chị xem video này thấy thích rồi, thấy đúng hướng rồi, thấy đúng số tiền rồi, cô chú anh chị hãy gọi cho Thường Dương qua số điện thoại 0908 348 660. Thường Dương mời cô chú anh chị xuống xem tham quan thực tế căn nhà này nhé. Với diện tích 5x25, trị giá nhà là 2550, và nhà gồm có 3 phòng ngủ, 2 toilet, 1 sân để xe và nhà 1 me đầy đủ. Thường Dương cảm ơn cô chú đã quan tâm theo dõi hết video này. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú vào những ngôi nhà đẹp tiếp theo.